Giá 21 triệu mét cà phê và Hoàng Anh 3 thì có 17 thôi. Hoàng Anh 3 là như Sài Gòn thì... đúng rồi, như Sài Gòn chắc chắn. Cái đấy thì rất thích ở cái thiết kế của nó đấy. Cái hồ bơi đẹp, nó có hồ bơi khuôn viên rất là rộng. Hoàng Anh 3 đó có cái hồ bơi ở giữa đẹp lắm. À Phú Hoàng Anh thì đúng rồi, Phú Hoàng Anh thì nó không được rộng như Hoàng Anh 3. Tại nó không được rộng á. Có phải cái Sài Gòn nó có 4 tháp không? Đúng rồi, chính xác. Nhưng mà chỉ thấy cái thiết kế nào của nó, cái con đang trên ban đúng rồi. Thế là Hoàng Anh 3 còn khá hơn à? Đâu có ban công đâu, Phú Hoàng Anh hả? Ờ, không, cái Hoàng Anh 3 có ban công mà. Cái căn là khoảng 3 tỷ mốt, còn mới luôn em. Em cũng chiếc khấu cho tối là được. Cái không là đau khô. Anh biết rồi, nhưng mà ý là chiếc khấu thôi. Cứ là nếu không cái này ra phải trong vòng 1 năm được không em? Được được. Em đang bao nhiêu? Ôi, con ơi. Giá đấy nhưng mà trả vòng 1 năm nữa. Không, giá đấy nhưng mà trả vòng 1 năm nữa. Chắc là trả vòng 1 tháng mà chứ không.